Hello, xin chào Mạc Tuyết Nguyễn, tặng hai chỗ bệnh sinh nhật 2018 đó. Trò chơi của team Lucky đó. Trong nhà sát, gọi đó, trả lương đó. Mang tên là nhà Vĩnh Điền, chúc Lucky toàn làm ngay trên một đường Thuận Kiều. Mới nhất 2018 đó. Dù luôn sáng đen, nhưng không phương hành lang bên trong đây đây. Lại tạo cảm giác của mình lạnh lẽo, đông cứng và vô cùng đáng sợ. Giống xe hơi đó. Khi được phỏng vấn, nhiều nhân viên vệ sinh làm ở đây cũng chia sẻ không ít lần trước khi làm nhiệm vụ. Đã nghe được những âm thanh kỳ lạ, như là tiếng thi tâm bên tai của một ai đó, hay là tiếng khóc đất của những người oan ức. Trong bản tiếng Nguyễn ác đó, của bản tiếng Nguyễn trò chơi đó. Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều mà chúng ta không thể lý giải nổi, phải không nào? Nghe xong chín câu chuyện về những địa điểm mà ám ở trên, bạn có toát mồ hôi hột hay là tò mò muốn thử một lần đặt chân đến những nơi đó hay không? Xong rồi, đừng quên để lại bình luận của bạn cho Takachino biết nhá. Đang thêm vào đấy nữa, nếu thấy hay, hãy like và share video này với bạn bè. Bắt đầu ạ, ui ác đó, bắt đầu ạ. Mấy thắng luôn đó. Trời ơi, thấy ôi à đó. Đi đó. Trời kìa, gặp bác hay. Đèn màu xanh lá đó. Thắng đó. Đi, đi thôi. Thấy, đi đó. Thấy, thấy. Thấy luôn đó. Đi xe hơi. Đi xe đó. Đi thôi. Xe to đó. Rồi xe nữa. Đi máy là bị gửi đó, thắng rồi, thắng rồi đó. Nhiều tập vàng hay đem lắm xe hơi đó, lắm thấy chưa, tốc độ hay đang mới đó, bắt đầu đã rồi đó, đã chạy đập rồi đó. Đã được thành công đó, thắng đó, mới nhất 2018 đó, sắp có của bản tiếng Nguyễn Victor đó, chúc mừng sinh nhật 2018 đó, bắt đầu đi thôi đó. Đúng rồi, đi đó, đi đó, thắng rồi, đi đó, đi gặp bộ. Anh hai cho mấy bạn xem đi. Đi xe hơi. Chơi game đó. Để như quay cho anh hai. Đi. Thắng rồi. Thắng rồi. Ba người sao hay. Thắng rồi. Thắng đang xong. Bắt đầu đó. Đi thôi. Thắng. Đúng rồi đó. Xe hơi cũng khi bạn xin là kết bắt đã rồi. Trò chơi quá nhất luôn đó. Bắt đầu đó. Nhiều quá, nhiều quá. Đèn màu sắc lo. Thấy. Đi thôi. Thắng rồi đó. Đi thôi. Thắng đó. Mới thắng rồi. Của tí lắc kia đó. Tí lắc. Đi, đi, đi. Đi là đi. Thắng đi đứng đó. Chân rồi đó. Thắng rồi. Thắng rồi, đồng bàn đó. Xong rồi đó. Ui, à, chúc Lucky Simulator đó. Ngày 25 tháng 10 2018 đó. Trong mạng tiếng Nguyễn đó. Mạng tiếng Nguyễn chúc mừng sinh nhật 2018 đó. Bye bye nha.